Kính chào quý vị, kính chúc quý vị có một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ ấm áp bên người thân và gia đình. Và cũng không quên cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình Hòa nhịp phát triển của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Những thông tin vấn đề thời sự đáng chú ý của các huyện, thị xã và thành phố trên địa bàn tỉnh sẽ được chuyển đến quý vị ngay sau đây. Những nội dung đáng chú ý trong chương trình hôm nay, 2 tháng 12 là: Thành phố Vũng Tàu lan tỏa cuộc vận động chung tay chăm sóc bảo vệ cây xanh và bỏ rác đúng nơi quy định. Khởi sắc phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi ở xã Bình Ba, huyện Châu Đức. Trong tiểu mục Đất và Người hôm nay, mời quý vị cùng đến với đền Hùng Vương, mẫu Cửu Thiên, thành phố Vũng Tàu. Ghi nhận tại thành phố Vũng Tàu sẽ mở đầu phần thông tin địa phương trưa nay. Thưa quý vị, từ đầu năm đến nay, thành phố Vũng Tàu thực hiện doanh thu thương mại 159.800 tỷ đồng, đạt 102,8% kế hoạch năm 2018 và tăng 19% so với cùng kỳ. Trong mọi thời điểm của năm 2018, nhất là vào các dịp lễ, thành phố Vũng Tàu luôn đảm bảo cung ứng đủ hàng hóa cho nhân dân, thị trường cũng luôn bình ổn. Thành phố thường xuyên tổ chức kiểm tra niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, kiểm tra công tác đo lường chất lượng và ghi nhãn hàng hóa. Quy hoạch phát triển hệ thống chợ trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016-2020 hiện triển khai trên 80%. Để bình ổn thị trường dịp cuối năm, Tết Dương lịch và Nguyên đán sắp tới, lực lượng chức năng thành phố Vũng Tàu đã có kế hoạch kiểm tra các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết như lương thực, thực phẩm, trong đó chú trọng kiểm tra việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết. Cải cách hành chính luôn được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo điều hành. Vì vậy, Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu đã chỉ đạo các phòng ban, Ủy ban Nhân dân các phường xã không ngừng nâng cao chất lượng cải cách hành chính, tạo mọi thuận lợi cho tổ chức công dân trong giải quyết thủ tục hành chính. Tính đến tháng 11 năm 2018, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của thành phố Vũng Tàu và các phường xã trên địa bàn thành phố đã tiếp nhận 29.584 hồ sơ. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hẹn đạt 95%. Số hồ sơ chậm trễ chủ yếu tập trung ở lĩnh vực xây dựng và đất đai môi trường. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận giải quyết hồ sơ hành chính được tăng cường tại bộ phận một cửa cấp thành phố và cả 17 phường xã. Các phần mềm phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của các cấp ngành thành phố cũng được phát huy tối đa. Thưa quý vị, thực hiện cuộc vận động chung tay chăm sóc bảo vệ cây xanh và bỏ rác đúng nơi quy định, từ đầu năm đến nay, các ngành các cấp và nhân dân thành phố Vũng Tàu đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực phù hợp với từng địa bàn dân cư. Với ý nghĩa vì một thành phố xanh, sạch, đẹp, văn minh, thân thiện và ấn tượng, cuộc vận động đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của mọi tầng lớp nhân dân. Để tạo dựng một môi trường sống xanh, sạch, đẹp, những năm gần đây, các cấp, các ngành của thành phố Vũng Tàu quyết liệt triển khai cuộc vận động toàn dân chung tay chăm sóc, bảo vệ cây xanh và bỏ rác đúng nơi quy định. Cả hệ thống chính trị cùng tích cực tuyên truyền vận động nên ý thức bảo vệ môi trường trong các tầng lớp nhân dân ngày càng nâng lên. Tôi là người dân ở đây đồng tình với pháp luật của nhà nước và đồng thời vệ sinh rác rến xung quanh nhà và khu phố. Cái hoạt động này thì rất thiết thực đối với bà con và tất cả bà con mà ở khu phố mà kêu phong trào đi làm sạch xanh đẹp thì tất cả mọi người đều hưởng ứng. Để các em học sinh nữa. Được chính quyền địa phương tuyên truyền là phải góp phần xây dựng địa phương xanh sạch đẹp. Tôi và các hộ dân chung quanh ở đây chiều tầm 7 giờ thì sẽ mang rác để trước cửa nhà mình. Thì khoảng từ 7 giờ đến 8 giờ thì có nhà đổ rác, người ta sẽ mang đi đổ. Và người ta đổ rất là đúng quy định, ngày nào người ta cũng đổ. Từ hôm có cái chủ trương cho tới giờ thì nguyên khu phố này được sạch đẹp. Nhiều cơ quan đoàn thể và doanh nghiệp đã chủ động ra quân xử lý các điểm rác công cộng, trồng chăm sóc và bảo vệ cây xanh, trồng hoa trên chính những bãi rác tự phát trong các khu dân cư để ngăn chặn và nhắc nhở mọi người không đổ rác tùy tiện, không đúng nơi quy định. Qua cái chuyện này em cũng thấy là góp được một phần nào đó tinh thần lao động của em đối với mọi người xung quanh và em cũng tuyên truyền được sự lao động tích cực hơn với mọi người về môi trường. Công tác kiểm tra tuyên truyền nhắc nhở các hộ dân đổ rác đúng nơi quy định cũng được thực hiện thường xuyên. Đối với trách nhiệm của ngành thì chúng tôi phải tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, thông qua các cái pano, các áp phích, các tờ rơi để làm sao đó rộng rãi nhất
cho du khách. Còn đối với khu dân cư thì từng khu phố, tổ dân cư sẽ được tuyên truyền rộng rãi đến người dân. Trước đây thì người dân ở sát cái kênh thì bà con cứ là đổ rác xuống dòng sông. Nhưng từ ngày thực hiện cái mô hình này thì bà con đã chấp hành rất là tốt. Đó, bằng cách là bỏ rác đúng nơi quy định và đổ rác đúng giờ theo kế hoạch, cái mô hình của cấp trên cũng như khu phố, ban công tác mặt trận cư và các tổ trưởng dân phố tuyên truyền vận động. Qua 2 năm nay, cuộc vận động chung tay chăm sóc bảo vệ cây xanh và bỏ rác đúng nơi quy định đã và đang lan tỏa sâu rộng hơn trong các tầng lớp nhân dân lẫn du khách vào Bà Rịa Vũng Tàu. Và kết quả đạt được là nền tảng để cuộc vận động tiếp tục nhận được sự đồng tình và hưởng ứng mạnh mẽ của nhân dân nhằm xây dựng thành phố Vũng Tàu trở thành thành phố xanh, sạch, đẹp, văn minh, thân thiện và ấn tượng. Mời quý vị tiếp tục theo dõi những ghi nhận từ huyện Long Điền. Huyện ủy Long Điền đã có buổi làm việc với Đảng ủy xã Phước Tỉnh về kết quả lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội nửa nhiệm kỳ 2015-2020. Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, Đảng ủy xã Phước Tỉnh huyện Long Điền đã lãnh đạo chính quyền, mặt trận, đoàn thể cùng các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội ở địa phương. Các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đều tăng trưởng ổn định và vượt mức so với cùng kỳ. Chương trình xây dựng nông thôn mới tại xã Phước Tỉnh giai đoạn 2017-2019 hiện đạt 10 trên 19 tiêu chí. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Nửa nhiệm kỳ 2015-2020, địa phương vẫn còn một số tồn tại như thu ngân sách chưa đạt chỉ tiêu, công tác quản lý nhà nước về đất đai môi trường còn lỏng lẻo, tình trạng san lấp xây dựng trái phép vẫn còn xảy ra. Ông Võ Văn Dũng, Bí thư Huyện ủy Đất Đỏ đề nghị Đảng ủy xã Phước Tỉnh tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng môi trường, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động ngư dân không đánh bắt, khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài. Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin và bảo trợ xã hội huyện Long Điền tổ chức họp mặt kỷ niệm Ngày khuyết tật thế giới 3 tháng 12 và tổng kết hoạt động hội năm 2018. Năm 2018, với sự hỗ trợ của các mạnh thường quân, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin và bảo trợ xã hội huyện Long Điền đã trao tặng 1.517 phần quà trị giá trên 400 triệu đồng cho người khuyết tật và nạn nhân chất độc da cam, trao 5 chiếc xe lăn tổng trị giá 10 triệu đồng, 29 suất học bổng cho các em học sinh nghèo hiếu học với số tiền 11 triệu đồng. Nhân họp mặt Ngày khuyết tật thế giới, hai cán bộ Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin và bảo trợ xã hội huyện Long Điền đã nhận kỷ niệm chương vì nạn nhân chất độc da cam của Trung ương Hội. Dịp này, các doanh nghiệp cũng hỗ trợ vốn 3 triệu đồng cho người khuyết tật, tặng 24 suất học bổng với tổng trị giá 10 triệu đồng cho các em học sinh nghèo hiếu học, tặng 270 phần quà trị giá gần 60 triệu đồng cho các đối tượng nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật, trẻ mồ côi, bệnh nhân nghèo trên địa bàn huyện. Thưa quý vị, trên 400 học viên là báo cáo viên cấp huyện, lãnh đạo mặt trận và các đoàn thể, lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng, đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cấp huyện và đội ngũ tuyên truyền viên cấp xã, thị trấn của huyện Đất Đỏ đã tham gia lớp bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền miệng, nắm bắt dư luận xã hội và xử lý tình huống do Ban tuyên giáo huyện ủy Đất Đỏ tổ chức. Trong thời gian một ngày, các học viên đã được bồi dưỡng về kỹ năng tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội và các kỹ năng nghiệp vụ quản lý xung đột xã hội, quản lý điểm nóng chính trị xã hội. Lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho người làm công tác tuyên truyền trên địa bàn huyện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo. Từ năm 2013 đến nay, huyện Đất Đỏ có 558 mô hình và 373 điển hình dân vận khéo trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Hiệu quả từ các mô hình dân vận khéo đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân trên địa bàn. Trong số 558 mô hình dân vận khéo được triển khai tại huyện Đất Đỏ từ năm 2013 đến nay, có những mô hình mang lại hiệu quả cao và đang được địa phương nhân rộng, như tổ hội đánh bắt hải sản của xã Lộc An, thị trấn Phước Hải, tổ hợp tác trồng khoai mài, đèn trước ngõ, mỏ trong nhà của xã Phước Hội, móc khóa trao tay của xã Phước Long Thọ, trồng lúa trên đất nhiễm mặn của xã Lộc An. Các mô hình dân vận khéo đã phát huy mọi nguồn lực trong nhân dân, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội ở địa phương.
Thời gian tới, Huyện ủy Đất Đỏ tiếp tục tăng cường lãnh đạo chỉ đạo, đẩy mạnh phong trào dân vận khéo, gắn phong trào thi đua dân vận khéo với các phong trào thi đua khác như đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng người cán bộ công chức viên chức trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu. Thực hiện đề án phát triển công nghiệp tiểu thủ công nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Những năm gần đây, bằng những chính sách thiết thực và chiến lược đầu tư đúng hướng, Huyện Đất Đỏ đang dần định hình là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Thực hiện đề án phát triển công nghiệp tiểu thủ công nghiệp đến năm 2020 của Huyện Đất Đỏ, chú trọng tạo dựng hạ tầng phục vụ ngành kinh tế công nghiệp nhằm thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp theo hướng quy hoạch chung của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Huyện cũng chú trọng giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch cho nhà đầu tư, doanh nghiệp triển khai dự án thuận lợi, nhanh chóng. Các ngành nghề được Huyện Đất Đỏ ưu tiên trong thu hút đầu tư là chế biến sản phẩm thủy hải sản, nông sản, lương thực thực phẩm, các sản phẩm cơ khí phục vụ nông nghiệp, công nghiệp dệt may. Những năm gần đây, giá trị sản xuất công nghiệp tại Đất Đỏ đạt trung bình khoảng 2.000 tỷ đồng một năm và duy trì mức tăng trưởng 9% năm. Đến giữa nhiệm kỳ 2015-2020, tỷ trọng kinh tế công nghiệp trong cơ cấu kinh tế của Huyện Đất Đỏ đã chiếm 33%. Những năm qua, phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng ở xã Bình Ba, huyện Châu Đức phát triển mạnh và lan tỏa rộng khắp. Qua phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình hiệu quả giúp người nông dân ổn định cuộc sống, vươn lên làm giàu. Là địa phương nông nghiệp, xã Bình Ba, huyện Châu Đức luôn chú trọng nhân rộng các mô hình sản xuất kinh doanh giỏi. Đến nay, xã có 428 hộ nông dân đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi các cấp và đã có 280 hộ được công nhận, trong đó 63 hộ đạt giỏi cấp trung ương, cấp tỉnh. Sau gần 10 năm xây dựng, trang trại của gia đình anh Nguyễn Văn Long ngày càng mở rộng theo hướng gắn kết vườn ao chuồng VAC. Trên diện tích gần 1 hecta, trang trại có 3 trại gà chăn nuôi khép kín với tổng đàn gần 6.000 con. Đàn dê bò hơn 20 con, vườn tiêu chiếm hơn 4 sào cùng một ao nuôi các loại cá trê, cá lóc. Năm 2017, tổng thu nhập từ vườn ao chuồng của gia đình anh Long hơn 300 triệu đồng. Thì mình chọn nhiều mô hình thì mình phải đa dạng, là mình phải học tập rất nhiều. Thì qua những cái buổi tập huấn của bên nông dân, nông nghiệp nông thôn thì tôi cũng qua sách báo rồi đi tập những mô hình trồng tiêu, chăn nuôi thì kết hợp lại mình mới làm được kinh tế. Thì hội nông dân xã với bên nông nghiệp cũng đến hội viên nhiều lắm, tập huấn trồng tiêu hay những mô hình đó, rồi bên chính sách cũng tạo nguồn vốn cho vay vốn để tạo điều kiện kinh tế. Để thành công trong chăn nuôi heo, ngoài nỗ lực nghiên cứu qua nhiều kênh thông tin, anh Nguyễn Văn Tỏa ở xã Bình Ba, huyện Châu Đức còn tham gia đầy đủ các lớp tập huấn về chăn nuôi thú y do địa phương tổ chức. Tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật, đàn heo phát triển tốt, lượng xuất bán năm sau luôn cao hơn năm trước và thu nhập cũng tăng dần theo từng năm. Qua cái chương trình học tập thú y thì mình có thêm được kiến thức về gia đình mình chăn nuôi. Với ngoài ra thì mình cũng phổ biến cho bà con mình cùng chăn nuôi để phát triển. Để những mô hình kinh tế phát triển bền vững và nhân rộng trên địa bàn, Hội Nông dân xã Bình Ba triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, trong đó tín chấp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện hơn 370 hội viên, vay gần 11 tỷ đồng. Phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện giải ngân cho 112 hộ nông dân, vay 39 tỷ đồng để đầu tư sản xuất. Hội còn phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi, trồng trọt đến các hội viên. Hội đã hỗ trợ cho coi như là nông dân trên địa bàn, như là về khâu kỹ thuật, chẳng hạn như là mở các lớp tập huấn về chăn nuôi. Hội nông dân xã cũng đang coi như là có cái hướng là coi như là huy động tất cả các coi như là hội nông dân, coi như là hội viên nông dân của trên xã, chẳng hạn như là chăn nuôi thì mình gom lại để mình coi như là thành lập một cái câu lạc bộ hay là hợp tác xã để coi như là chủ động trong vấn đề coi như là bao tiêu sản phẩm tập trung. Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng ở xã Bình Ba, huyện Châu Đức đã góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người nông dân. Kết quả từ phong trào còn thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, tạo động lực cho xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.
Thưa quý vị, gắn với tình cảm tri ân cội nguồn và tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, gần 1.500 ngôi đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương, cả trong và ngoài nước. Đây cũng là minh chứng thuyết phục nhất để tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương của người Việt được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại vào năm 2012. Tại vùng đất Bà Rịa Vũng Tàu, một đền thờ vua Hùng được xây dựng quy mô ở bãi trước sau giờ về phường 5. Đền thờ trở thành điểm đến không chỉ với người dân địa phương mà nhiều du khách đến với Vũng Tàu. Đền thờ vua Hùng xây dựng tại thành phố Vũng Tàu cách đây gần 50 năm. Để phù hợp với quy hoạch chung, năm 1978, đền được chuyển về số 12 đường Bạch Đằng, phường 5, thành phố Vũng Tàu. Kiến trúc của đền gồm tòa đại bái, chánh điện và hậu cung. Trước cửa tòa đại bái ghi 4 chữ Thập Bát Thánh Vương, nghĩa là nơi thờ 18 đời vua Hùng. Bên trong chánh điện, ở gian giữa có bàn thờ Quốc Tổ Hùng Vương với hai câu đối. Trên 30 triệu đồng bào cùng chung gốc, hơn 4.000 năm văn hiến dựng xây nên. Cùng trên bàn thờ Quốc Tổ, phía trái đặt tượng Hai Bà Trưng, phía phải là tượng Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Cũng trong chánh điện còn thờ Hà Sơn Trang, tức vị thần cai quản sông núi, thờ Cửu Thiên Huyền Nữ. Từ năm 2007, ngày giỗ tổ Hùng Vương được chính phủ quy định thành ngày quốc giỗ, nên cùng với cả nước, ngày quốc giỗ được chính quyền, nhân dân Bà Rịa Vũng Tàu và thành phố Bà Rịa tổ chức trang trọng hơn. Vào ngày này hàng năm, lượng khách đến dự lễ, viếng tại đền cũng đông hơn. Ngày giỗ tổ Hùng Vương này là một cái truyền thống, là một cái nét đẹp văn hóa rất tốt của dân tộc mình. Mà từ miền xuôi, miền ngược hay miền Nam, miền Bắc chúng ta không phân biệt nhau. Tất cả mọi miền đều tập trung về hướng về ngày này để mà nhớ lại cái lịch sử, những cái văn nét văn hóa mà ông cha ta đã khai sinh ra từ bao nhiêu đời nay. Tôi là sinh ra lớn lên ở Phú Thọ. Vì thế mà cái ngày 10 tháng 3 nó rất ý nghĩa đối với bản thân tôi cũng như đối với cả dân tộc. Vậy là ngày này là ngày biết ơn các vua Hùng đã có công dựng nước, khai thiên lập địa cho đất nước, và cũng là ngày để con cháu tưởng nhớ đến công ơn của vua Hùng cũng như là công ơn của các tổ tiên. Không chỉ chú trọng thực hiện những nghi thức thờ cúng theo truyền thống, đền thờ Hùng Vương, mẫu Cửu Thiên cũng luôn được chính quyền địa phương quan tâm đầu tư nâng cấp. 2011, ban nhân thành phố Vũng Tàu có đầu tư thêm khoảng trên 1 tỷ đồng để nâng cấp lại đường sân và xây lại toàn bộ nhà tiền tế, thay toàn bộ hoành khi câu đối mới bằng gỗ vàng tông và sơn son thiếp vàng. Mỗi người con đất Việt dù hành hương về đền Hùng hay thờ cúng tổ tiên ngay tại nơi mình sống đều là thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, thể hiện tấm lòng luôn hướng về nguồn cội. Chương trình Hòa nhịp phát triển trưa nay đến đây khép lại. Những thông tin thời sự trong tỉnh, trong nước và quốc tế liên tục được chúng tôi cập nhật vào các khung giờ 14:50, 18:00, 18:30 và 21:50 trong ngày. Rất mong đón nhận sự quan tâm theo dõi của quý vị. Thân ái chào tạm biệt.